Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng đến với chuyện cổ tích Con sáo và phú trưởng giả. Ngày xưa có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người. Từ lâu, sáo làm bạn với một bác nông dân rất nghèo. Hôm ấy, bác đi cày bắt được giáo ta bị thương nằm nép trong bụi lúa, bèn đưa về chăm sóc. Dần dần dạy sáo học, sáo biết đủ mọi thứ. Đối với sáo bác rất tận tình, mỗi khi có miếng ăn đều dành phần cho giáo. Bác bảo giáo, Tao già rồi mà không có con, nên tao nhận mày làm con. Giáo được tự do muốn đi đâu mặc ý, không bị nhốt trong lòng, nhưng giáo rất quyến luyến bác, không muốn rời. Gần đấy có phủ trưởng giả, giàu nứt đố đổ vách, nhà hắn tiền dòng bạc chảy, đến nỗi thỉnh thoảng hắn lại đem vàng ra phơi nói là cho đỡ ẩm một hôm giáo may qua nhà phú trưởng giả gặp kỳ hắn đang phơi vàng giáo biết là của quý vội giả xuống cắp lấy một thoi đưa về cho bố nuôi từ đấy bác nông dân sống dễ chịu hơn trước phú trưởng giả từ ngày mất vàng không biết nghi cho ai được vì hắn phơi tận trên nóc nhà lại nghiêm cấm không cho một ai tới gần nên hắn đành nín lặng nhưng hắn vẫn để tâm rình mò quyết tìm cho ra một hôm khác hắn lại phơi vàng giáo bay qua trông thấy lại giả xuống lấy nhưng không may bị phú trưởng giả nhanh tay chộp được lập tức hắn tra khảo giáo để mong tìm lại những vàng đã mất lần trước hắn hỏi giáo may ở nhà nào giáo đáp tôi ở trên rừng ai dạy mày trộm vàng của tao chả ai dễ cả. Mày trộm về cho ai? Tôi quẳng lên rừng. Tức tối về không tìm ra được manh mối, phú trưởng giả liền sai gia nhân vặt lông giáo cho kỳ trụi để cho giáo chết một cách đau đớn. Nhưng mới nhổ được mấy cái lông thì giáo đã giả bộ chết, nằm ngay đơ, cánh dã ra không cựa quậy. Phú trưởng giả sai vứt giáo ra ngoài bụi tre. Chỉ một chốc, giáo đã đứng dậy và bay hưởng về nhà. Mấy tháng sau, ở một ngôi đền của làng bỗng xảy ra một việc rất lạ. Mỗi lần người thủ từ vào tháp hương đều nghe trên tượng đức ông phát ra tiếng gọi. Sắp có nạn lớn, hãy bảo phủ trưởng già đến cho ta bảo. Người thủ từ trước còn hồ nghi, nhưng nghe đến lần thứ hai thì hốt hoảng, vội đi báo tin cho phú trưởng giả biết. Nghe thủ từ nói, phú trưởng giả cũng không kém hốt hoảng, vội vàng khăn áo lên tới đền, với một mầm cỗ để nghe Đức ông phán bảo. Khi hắn đang lễ sỉ sụp thì tiếng ở trên tượng truyền xuống bảo hắn phải cạo đầu quy y một thời gian mới mong tài qua nạn khỏi. Hắn toát mồ hôi vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng, hắn đành nhờ người cạo phong mớ tóc và mặc đồ nông sầu, xin hòa tượng cho vào chùa để mong Phật che chở như lời Đức ông truyền. Nhưng được mấy ngày sau, Đức ông lại bảo người từ giữ đền gọi hắn đến. Khi lão phú trưởng giả và mọi người đang quỷ lom khom đợi đức ông bảo ban, thì sáo ta từ bức tượng bay ra nói với chúng. Hãy mở mắt ra mà nhìn đây, tao đây chả phải thần thánh gì cả, chỉ vì mày làm tao đau đớn suýt chết nên tao phải báo thù mày một phen. Nói đoạn, sáo cười lớn một thôi rồi xả xuống mâm mổ lấy mổ để cái đầu chọc của phú trưởng giả ngừng lên và khi thấy được sự thực hắn giận tràn hông nhảy xô lại định bắt giết con giáo cho hà giận nhưng giáo ta đã bay ra khỏi đền và đi mất theo lời kể của người vĩnh phú thái bình và hà tĩnh sau đây là phần khảo dị vì xã hội com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe khảo dị có người kể hơi khác về chi tiết đại thể lúc giáo và nhà người ta thấy có mầm cỗ cúng thì chậm dò trả về cho chủ người mất của đuổi theo đến nhà thì bắt được quả tang bèn lên trình quan quan cho đòi cả người và giáo lên tra hỏi giáo nhận hết tội lỗi bị quan xử tội vặt lông giáo cũng giả chết thoát được đoạn sau giáo cũng mượn miệng đức ông báo thủ không phải chỉ phú trưởng giả mà cả bọn quan tránh tổng lý trưởng vân vân đều phải cạo chọc đầu cả lũ. Theo Thực nghiệp Dân Báo năm 1924, người Nghệ An kể chuyện này cũng có một vài chi tiết hơi khác. Ví dụ, thay cho phú trưởng giả là quan huyện, khi bị quàn vặt lông, giáo lần được về nhà, nói với chủ xin nuôi cho mau sinh lông, sinh cánh để báo thù. Đổi lông cánh rồi, vừa gặp khi làng của quan huyện tế thần, nó lén bay vào linh tọa mượn miệng thần vạch tội quan huyện ngày xưa hay ăn tiền dân bảo làng phải đòi quan gia vặt tóc rồi vặt sâu quan vân vân theo bản khai thôn chính đích xã mỹ lợi chuyện trên cũng phổ biến ở nhiều dân tộc người nghèo có chuyện còn vẹt của ích vara dường như là một sĩ bản của nó một trong bảy giáo chuyện sakuna con xưa có một anh chàng tên là ích vara yêu một cô gái bố cô gái đòi phải cầu thần thần có ưng thuận mới gả nhưng khi hai họ đến đền hỏi ý kiến thần thì con vẹt của ếch ra đã bay vào đền nấp sau pho tượng nói được lắm hợp lắm xứng đôi lắm nhờ thế bố cô gái bằng lòng gả hai họ cứ hỏi linh đình sau cô gái biết không phải là thần mà là do vẹt liền bỏ về nhà bố tìm cách bắt con vẹt vặt trụi lông định nướng ăn. Dòng vẹt đã trốn được vào rừng và trở nên vua của các loài chim. Khi nghe nhà vua yêu con thứ bỏ con trưởng, vẹt đeo một cái chuông bay về, đậu trên nóc hoàng cung, tự dưng là sứ giả của thần Inderva, bảo vua phải gọi hoàng tử con trưởng về truyền ngôi, nếu không sẽ bị thần phạt. Nghe thế nhà vua sợ, bèn gọi con trưởng về, cho lên ngai vàng làm vua. Nhờ công đó, vẹt được phong làm quan nhất phẩm. Vẹt bèn tố cáo bố con cô gái. Ông vua mới ra lệnh gọi bố con cô gái tới, bắt cạo chọc đầu để trả thù cho vẹt. Theo Hoàng Lâm, Su Văn Thon, chuyện dân gian Lào. Người chăm hơ roi cũng có chuyện em bé và chim vàng anh cũng phần nào giống với chuyện của ta. Hai vợ chồng một người kiếm củi, có đứa con trai múa giỏi, đồng thời có nuôi một con chim vàng anh hót hay. Thấy con chim quý, một lão nhà giàu đến cướp lấy, đưa về định nuôi cho nó hót. Nhưng chim không chịu hót, ủ rũ không ăn mấy ngày liền. Lão nhà giàu bèn vứt chim ra bụi. Đứa con trai người kia lại nhặt chim về chăm sóc, chim béo khỏe lại hót vui như trước. Nghe nói chim đã sống lại, lão nhà giàu liền đến nhà, dành con chim, nhưng chim đã mổ vào mắt hắn túi bụi. Theo chuyện cổ dân gian của các dân tộc Việt Nam tập 4 Dân tộc mèo có hai chuyện một Hoàng tử mua lình khú, nuôi được một con sáo khôn để báo thủ cho cha, bị người giết chết và tranh ngôi. Anh đi ra nước ngoài, lấy con gái nhà giàu, rồi lại lấy con gái vua trời ở đâu anh cũng luyện tập quân lính chuẩn bị đánh kẻ thù nhưng không ngờ anh lại bị kẻ thù bắt giam nghe tiếng anh khóc chim sáo tìm vào hầm đá hỏi thăm anh nhờ giáo đi báo tin cho hai vợ mình đem quân đến cứu quân nhà trời được tin kéo xuống đánh tên cướp bỏ chạy hỏi giáo cách thoát giáo bảo hắn cạo chọc đầu ẩn trong một cái miếu hoang quân nhà trời tìm không được rút về sau đó quần của con gái nhà nghèo kéo đến Mùa lình khố hỏi con giáo về tung tích kẻ thù Và được giáo mách Anh chém đầu y rồi lên làm vua hai Xeo mèo chư mổ côi đi ở cho người Anh giúp đỡ cho một con chim đang ấp trứng Được chim trả ơn cậu anh lên lưng Trở đến cùng vua bảo vua gả công chúa cho anh Nhưng vua nổi giận đuổi theo mèo chư và vặt trụi lông chim. Cũng như chuyện của ta, chim chui vào bàn thờ ở cung vua, ăn thức ăn cúng, rồi khi mọc đủ lông đủ cánh, chim lại lấy lời thần linh, bảo vua nếu không gả công chúa cho xe mèo chư, sẽ có tài vạ. Vua bất đắc sĩ cho công chúa một con chó quý, một con mèo và một con ngựa thổ bạc, và đồ đạc đi lấy chồng. Lấy nhau được ít lâu, Công chúa giao cho chồng ngựa thổ bạc đi đồng gạo, có cho quý đi theo. Đến một làng nọ, anh vào nghỉ ở một nhà mụ phù thủy. Mụ cho anh nghỉ và giao hẹn, nếu trượt cắn mà khóc thì anh mất tất cả cho mụ, trái lại thì mụ sẽ mất tất cả cho anh. Ở đây, chuyện tương tự với chuyện con mụ lường, chỉ có khác về vai trò con mèo. Nửa đêm đang ngủ, đàn muỗi bay tới cắn, anh nhìn được nhưng khi đàn chuột xô ra cắn, anh kêu khóc, thế là bị mất của cải và bị làm nô. Chó chạy về báo cho công chúa sự tình. Công chúa mang theo con mèo đến xin ở trọ nhà mụ phù thủy và cũng nhận giao ước như trên. Mụ cho đàn mũi rồi cho đàn chuột xa cắn, nhưng chuột bị mèo chén thịt. Cuối cùng, nàng cứu được chồng về. Theo Doãn Thanh, Thư Nguyễn, Hoàng Thao, chuyện của dân tộc mèo. Trung Quốc có chuyện con khửu. Một ông già tốt bụng là già vương, đi ở chăn bò ở ương ừ ngược, vì già yếu bị đuổi phải làm nghề kiếm củi. Một hôm, ông bắt được một con khứu hót hay, ông đưa ra chợ cho nó hót, được người ta thưởng cho nhiều tiền. Ương ừ ngược thấy thế, bắt lấy khiếu và cũng đưa ra chợ bắt người đi chợ nộp tiền để nghe khiếu hót, nhưng khiếu không hót lại mắng lại ương ừ ngược hắn bảo đầy tớ giết đi để nhắm rượu chim bảo đầu bếp tha cho mình rồi bắt con quạ chết thay vào ở đây chim cũng bay vào miếu ngọc hoàng rồi nấp vào chỗ kín lấy lời ngọc hoàng bảo ông từ đến gọi ưng ngược đến truyền cho y làm ngọc hoàng cả vợ và con đều vĩnh hiển nhưng với điều kiện là sáng mai cả nhà phải mặc đồ giấy đến miếu trời rét sau khi gia đình ưng ngược đến, Chìm sài khóa chặt cửa miếu lại, rồi bay đến cây cao giữa làng, truyền bảo dân làng chia đôi tài sản của ưng ngược. Một nửa cho gia vương và người đầu bếp, còn lại đem phân phát cho những người nghèo. Sau đó, khi ông Từ mở cửa miếu vào, thì ưng ngược và vợ con đã chết cóng. Theo báo Tân Việt Hoa, năm 1958, dẫn trầm sách Đánh chết diêm vương của Lê Bá Cơ vì xã hội com cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe